Hi, this is Lynn from Liberal High School. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục ôn tập về Unit 6, Gender Equality, bình đẳng giới. Vậy thì tuần trước chúng ta đã được làm quen và luyện lại một số các bài tập liên quan đến từ vựng, vocabulary và ngữ pháp, grammar. Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn luyện với một cái bài practice task, bài tổng hợp. Ok, let's start. Vậy thì chúng ta bắt đầu với phần đầu tiên, phần A, vocabulary. Bài số 1 này, choose the best answers to complete the sentences. Chọn một cái đáp án đúng trong 4 đáp án sau đây, A, B, C, O, D, để hoàn thành câu. Với một cái dạng bài điền từ như thế này, thì các bạn sẽ làm cái việc đầu tiên là xác định xem là cái từ loại trong chỗ trống đó cần phải điền từ loại gì. Và cái thứ hai là mình xét xem ngữ cảnh của câu cần nghĩa của từ như thế nào. Chúng ta thử làm với câu số 1 nhé. Having good education enables women chấm 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 ở đây này, equality. Các bạn nhìn thấy từ enables và đằng sau nó là một object, thì các bạn sẽ đoán được ngay chỗ trống này nó sẽ cần two verb. Và các bạn sẽ chọn đáp án nào có two verb ạ? A, to achieve, đúng không ạ? Having good education, có một cái nền giáo dục tốt thì sẽ enables women này, to achieve equality, sẽ tạo điều kiện, đúng không ạ, cho phụ nữ này đạt được cái sự bình đẳng. Rồi, number two, they sued New York City, họ kiện New York City này, and the FDNY chấm chấm chấm, và họ cần chúng ta điền một cái giới từ vào cái ô trống này. Chúng ta có for, có in, có at và có with. Vậy thì sue kiện ạ, đi với giới từ gì? Thì sue là các bạn học rồi đấy nhá, kiện, bring somebody to court. Chúng ta có sue somebody for something. Chúng ta sẽ chọn đáp án A, for. Câu 3 này, many young people are not interested in sports. Rất nhiều người trẻ thì không có hứng thú gì đối với lại các môn thể thao. My uncle and aunt, chú và dì của tôi này, làm gì đó, điền động từ vào đây. Với lại bọn trẻ con, their children, to play tennis or go swimming. Đấy, như các bạn thấy, cô gạch chân ở đây cái từ to play. Vậy thì mình sẽ chọn một cái loại từ gì đó, một loại động từ gì mà theo sau bởi object và two verb. Nếu như nói thế thì các bạn sẽ loại ngay phương án B và phương án C. Còn A và D, force và want. Xét theo ngữ cảnh của câu này, many young people are not interested in sports. Nhiều người trẻ thì không thích, không có hứng thú với lại các môn thể thao. Chú và dì của tôi phải làm gì đối với bọn trẻ con để cho chúng nó chơi tennis và đi bơi ạ? Như vậy chúng ta sẽ chọn A, force, ép ai đó làm gì, đúng không ạ? Force somebody to verb. Ok, number 4. Now, the Vietnamese government has done a lot to eliminate hunger and poverty. Vậy mình sẽ chọn cái từ đồng nghĩa với eliminate. Nào, chính phủ Việt Nam đã làm rất nhiều để chấm 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 này, sự đói và sự nghèo. Vậy thì chúng ta sẽ chọn từ gì ạ? Chúng ta có discriminate là phân biệt đối xử. Chúng ta có decrease là giảm. Chúng ta có be, limit là hạn chế. Và chúng ta có A, get rid of, chính là synonym của eliminate, xóa bỏ, đúng không các bạn? Cái này chúng ta đã được học ở trên lớp rồi nhé. Mình chỉ ôn lại và làm bài tập thôi. Ok, number 5. It is against the law. Chúng ta có một cái phrase against the law, tức là trái luật. To này, lại điền động từ này. Chúng ta sẽ chọn một cái loại động từ gì mà theo sau bởi giới từ on. The basis of sex, age, marital status or race. Vậy thì nó là trái luật khi mà làm gì đấy ạ? Làm gì đó
về này, về giới tính này, về tuổi tác này, về tình trạng hôn nhân này, marital status, hoặc là sắc tộc, race. Thì chúng ta sẽ chọn suit, phù hợp, hay là be, phân biệt, discriminate, phân biệt đối xử. Nghe có vẻ hợp lý đúng không các bạn? C, believe, tin tưởng. Or D, gain. Vậy, chúng ta sẽ chọn phương án B, discriminate. Vì làm sao ạ? Vì xét cả nghĩa của câu và cả với giới từ của nó đằng sau. Discriminate on the basis of sex, age, marital status or race. Đúng không ạ? Phân biệt đối xử trên trên cái gì đấy ạ? Trên giới tính này, trên tuổi tác này, trên tình trạng hôn nhân và trên cả sắc tộc nữa thì sẽ là trái luật. Rồi, clear chỗ này nhá. Number 6. Ok, chúng ta có một cái cụm từ. Chúng ta cần điền từ gì đó trước từ discrimination là danh từ để tạo thành một, đương nhiên là cụm danh từ rồi. Happens, một cái điều gì đó, phân biệt đối xử về một điều gì đó xảy ra khi này, workers are equally qualified, khi mà những người làm công thì có một cái trình độ ngang bằng nhau, and perform the same work, và làm việc như nhau. Nhưng này, but some workers are paid more than others, tức là có một số các cái người làm công thì được trả lương nhiều hơn người khác. Các bạn lưu ý cho cô từ pay là từ trả lương, đúng không ạ? Được trả tiền đó. Vậy thì chúng ta có một cái loại phân biệt đối xử gì đó mà liên quan đến việc trả lương ạ. Sex discrimination phải không ạ? Phân biệt về giới tính. Race discrimination, phân biệt sắc tộc, không phải. Wage discrimination, phân biệt về tiền lương đúng không ạ? Nghe rất hợp lý đúng không? Để chúng ta chọn phương án C. Còn finance discrimination thì mình chưa nghe đến bao giờ nhé. Chúng ta sẽ không có cái collocation này. Finance discrimination. Rồi. Number 7 này. People in this country have made good progress. High wage, high improving, high benefits. Đúng không ạ? Để eliminating domestic violence. Mọi người ở trong cái quốc gia này thì đã làm một cái gì đó good, tốt để xóa bỏ này. Những cái domestic violence là gì ạ? Domestic là nội, đúng không? Nội bộ này, trong quốc gia này, trong gia đình. Vậy thì kết hợp với từ violence là bạo lực, đúng không? Chúng ta có domestic violence là bạo lực gia đình. Thì chúng ta sẽ chọn từ gì đây ạ? Ok, chúng ta sẽ chọn B. Progress. Made good progress. Rồi, number 8. Nowadays, ngày nay này. Many people have still fought for gender. Fought for, các bạn biết từ này rồi đúng không ạ? Chính là từ fight. Chiến đấu á. Fought for something. Fought for something là chiến đấu vì cái gì đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chọn. Chúng ta chiến đấu vì điều gì? In many fields, ở rất nhiều mặt này, especially in education and employment, đặc biệt là về vấn đề giáo dục và việc làm. Vậy thì ngày nay mọi người, nhiều người vẫn còn chiến đấu vì cái gì nhỉ? Mà liên quan đến giới tính. Chúng ta chọn gender discrimination nào. Phân biệt giới tính hả? Chúng ta có fight for gender discrimination đúng không các bạn? Chúng ta đang muốn xóa bỏ nó cơ mà. Hay chúng ta sẽ chọn equality, bình đẳng giới. Hay chúng ta chọn opportunity, là cơ hội ạ. Hoặc là elimination, sự xóa bỏ. Ok, vậy chúng ta có đáp án hợp lý nhất chính là B, equality. Nếu như các bạn muốn dùng từ discrimination này nhé, gender discrimination nhé, thì các bạn phải fight against, đúng không ạ?
chiến đấu chống lại cái gì đó, đúng không? Vì nó là một cái thứ rất là negative mà. Ok. Number 9. Câu 9 này. The monitor, lớp trưởng này, thì always gets to school on time, thì luôn luôn đến trường đúng giờ. Chứ làm gì đó đây? Chúng ta có cái từ good example là gì ạ? Là một tấm gương đúng không ạ? Một tấm gương tốt. Chứ làm gì đó? A good example. His classmates. Về cho các bạn cùng lớp của mình. Vậy thì chúng ta sẽ chọn một cái động từ gì đi với good example, tạo thành một idiom, một phrase. Good example đi với động từ gì ạ? Nào, chúng ta sẽ đi với set, hay là give, hay là take, hay là create. Để các bạn cùng làm nhé. Rồi, ok, chúng ta sẽ chọn phương án A. Set a good example for. Làm một tấm gương tốt cho ai đó. Đúng không các bạn? Đây là cái idiom, phrase. Set a good example for. Nhắc những cái idiom, những cái phrase mà có lưu ý các bạn. Ví dụ như against the law này này. Hoặc là set a good example for. Các bạn có thể học được rất nhiều idiom qua cái bài làm. Học idiom để làm gì ạ? Các bạn sẽ có thể bổ sung cái vốn từ vocabulary cho writing này. Hay là speaking. Đó. Okay, number 10. My dream of becoming an overseas student. Nhá, chúng ta có giấc mơ này. Giấc mơ này. Trở thành một cái học sinh du học này. Came gì gì đó. When I was awarded the scholarship to the USA. Khi mà tôi được trao này. Một cái học bổng scholarship. Đúng không các bạn? Đến với nước Mỹ. Vậy thì chúng ta sẽ chọn một cái từ gì đó. True. Hoặc là truth. Hoặc là truthfully. Hoặc là trustworthy. Để đi về cái từ came này này. Từ come á. Tạo thành một cái phrasal. Một cái idiom. Nào, chúng ta thường nói là my dream come gì ạ? My dream come true. Đây là một cái phrase, một cái idiom nhá. Giấc mơ trở thành hiện thực. Đúng không ạ? Rồi, chúng ta xong bài đầu tiên. Clear bài này rồi nhá. Chúng ta sang với bài thứ hai. Là bài word form. Đúng không ạ? Give the correct form of the words in brackets. Các bạn sẽ nhìn vào cái từ trong ngoặc này này. Người ta cho một cái từ trong ngoặc. Các bạn sẽ dựa vào cái từ trong ngoặc đó. Để các bạn sẽ tìm. Đầu tiên là các bạn sẽ xác định này. Xem cái chỗ trống đấy nó cần loại từ gì. Sau đó là các bạn sẽ nghĩ xem là nó sẽ thêm những cái yếu tố gì ạ. Ví dụ như chúng ta có thể thêm prefix, tiền tố, or suffix, hậu tố, đúng không ạ? Hoặc là biến đổi một số cái chi tiết của cái từ này. Để tạo thành cái từ loại mà các bạn mong muốn. Chúng ta sẽ làm thử nhé. Câu 1. Gender discrimination should be. Đó. Các bạn còn nhớ cái ngữ pháp về passive voice với modal verbs không ạ? Bị động với lại động từ khuyết thiếu đúng không các bạn? Vậy chúng ta có động từ khuyết thiếu này. Chúng ta có be này. Vì thì đằng sau phải là dạng phân từ hai của động từ. Vậy chúng ta cần tìm động từ của elimination. Sau đó chúng ta chuyển nó sang dạng phân thứ hai. Vậy elimination động từ là gì ạ? Ở bên trên chúng ta đã được gặp rất nhiều luôn. Nào, chúng ta có đáp án là eliminate, đúng không ạ? Và phân thứ hai của nó eliminated, đúng không ạ? Gender discrimination should be eliminated. Sự phân biệt về giới tính phải nên được xóa bỏ, đúng không các bạn? So that everyone has equal opportunities in education. Để cho mọi người có được cái cơ hội bình đẳng trong giáo dục. Rồi, sang đến câu thứ hai này. Chúng ta sẽ chọn một cái từ gì đó với educate và employ. Nào,
Equality for everyone. Bình đẳng cho tất cả mọi người. In. Chấm chấm chấm. Và chỗ trống này, hai chỗ trống này. Và sau sau bởi and. Sau đó là từ medical care. Các bạn để ý nhé. Cái từ and này này. Liên từ and nó thường nối những cái loại từ cùng loại với nhau. Vậy chúng ta xác định từ loại của cái cụm medical care này là danh từ. Thì đương nhiên hai cái chỗ trống đằng trước nó phải là danh từ. Đúng các bạn. Rồi vậy chúng ta chọn danh từ của educate nào. Là gì đấy ạ? Chúng ta thêm hậu tố gì? Education. Đúng không ạ? Giáo dục. Tiếp đến danh từ của employ nào. Chúng ta có thêm hậu tố ment. Chúng ta có employment. Rồi vậy thì bình đẳng cho mọi người trong giáo dục và trong công việc và trong gì nữa đây ạ? Medical care, sự chăm sóc về y tế là mục tiêu của mọi quốc gia, mọi chính phủ, government thì mình sẽ dịch ở mọi quốc gia. Ok, number 3. My mother gave này. Mẹ tôi cái gì đó đây. Gave. Ừ, đọc đằng sau này. À, chúng ta có động từ prefer là thích cái gì hơn cái gì đúng không các bạn? Vừa thích. Chúng ta có prefer này. Vậy thì có phải như chúng ta sẽ điền danh từ vào đây. Và nghĩa của nó là mẹ tôi này thì có một cái sự ưu tiên. To boys là cho nam giới. Over girls hơn là nữ giới. À, một sự phân biệt đối xử về giới tính này. Vậy chúng ta danh từ của prefer là gì ạ? Chúng ta có preference. Rồi, danh từ sự ưa thích, sự ưu tiên, sự thích hơn ạ. Rồi, my mother gave preference. Tiếp này, câu 4. She sued the authority. Cô ấy kiện này, chính quyền này. For the gender. Lại xuất hiện một cái cụm từ mà chúng ta gặp rất là nhiều luôn. Vậy câu này chúng ta làm được dễ quá. For the gender gì đây ạ? Chúng ta điền danh từ của từ discriminate nào. Ngay bên trên câu 1 có luôn. Rồi chúng ta sẽ chọn phương án là discrimination. Sang đến câu 5 này. Các bạn nhìn cho câu, các bạn lại gặp một cái phrase nữa. Pay a heavy price. Trả một cái giá rất là đắt. Cô ấy trả một cái giá rất là đắt để làm gì đó? Để chiến thắng cái gì đó. Hoặc là đạt được cái gì đó. To win này. At work. Để chúng ta chọn danh từ vào đây. Điền danh từ vào đây. Danh từ của equal là gì ạ? Là gì đấy? Trên câu 2 có này. Là equality. Cô ấy trả một cái giá rất là đắt để win equality at work, để đạt được một cái sự công bằng ở trong cái nơi mà cô ấy làm việc. Number 6. There is no discrimination. Không có sự đối xử bất công nào này. In our company. Vậy chúng ta lại điền danh từ vào đây của từ employ. Chúng ta sẽ dịch là không có sự bất công nào, không có một đối xử bất bình đẳng nào trong công việc ở trong công ty của chúng tôi, đúng không ạ? Everyone is equal. Tất cả mọi người thì đều bình đẳng. Nào, danh từ nào, chúng ta thêm hậu tố ment, employment. Tiếp câu 7. We means này. Đằng sau chúng ta thấy có danh từ roles, vai trò. Vậy chúng ta sẽ điền vào đằng trước là tính từ, đúng không ạ? Tính từ của nature nào. Chúng ta có từ natural. Vậy thì we means natural roles. Gọi là cái vai trò tự nhiên của phụ nữ. Hay còn dịch
kiểu hoa mỹ là thiên chức của người phụ nữ là gì đây ạ? Caregivers là những người chăm sóc này, and homemakers và là nội trợ, đúng không ạ? Number 8, wage. Lại xuất hiện từ discriminate này. Hôm nay xuất hiện từ này rất là nhiều luôn. Rồi, vậy chúng ta điền danh từ vào đây. Rất nhanh. Discrimination. Đúng không ạ? Wage discrimination thì có một cái negative effect on women. Có một cái hệ quả đối với lại phụ nữ. Negative ạ. Mang tính negative. Negative effect thì mình sẽ dịch là hệ quả. Nó có một chút gì đó rất là xấu. Đúng không các bạn? 9 này. Now women and men spend. Chúng ta thấy một cái danh từ amount of time. Vậy thì chúng ta sẽ điền tính từ vào đây. Là tính từ của equality. Ở bên trên câu 5 này thì chúng ta đổi từ tính từ sang danh từ. Ở bên dưới chúng ta đổi ngược lại thôi. Từ danh từ sang tính từ đó. Equal đúng không các bạn? Nào, bây giờ thì phụ nữ và đàn ông dành một cái thời gian như nhau đúng không ạ? Equal amounts of time working. Thầy dành một cái thời gian làm việc như nhau và làm việc nhà cùng nhau. Doing housework together. Câu 10, câu cuối cùng này. Brenda and other female firefighters. Brenda và những cái người lính cứu hỏa nữ khác thì làm sao đây ạ? Đối mặt với danh từ đúng không các bạn? Danh từ ở đây và danh từ ở đây. When working at FDNY. Thì chúng ta sẽ chọn danh từ của lonely. Chúng ta đã được học rồi. Và thêm tiền hậu tố gì? Và danh từ của violent. Là danh từ của lonely. Chúng ta có loneliness. Và violent nào? Chúng ta có gì nhỉ? Violence. Oh, sorry. Chúng ta chỉ cần bỏ cái T này và thay bằng CE. Thế là chúng ta ra danh từ. Nhá. Rồi, ok. Chúng ta đã xong cái bài dạng bài về word formation. Chúng ta sang với lại phần tiếp theo. Phần B, grammar. Thì trước khi vào phần B này, cô sẽ ôn tập qua cho các bạn review một chút thôi, rất là nhanh về modal verbs. Thì chúng ta có những cái gì đây? Chúng ta có modal verbs nào? Một số các cái modal verb mà chúng ta thường gặp này là can, là could, may, might, should, will, would, need, must or have to. Chúng ta có need, needn này. Rồi thì các cái dạng thêm not của chúng nó nữa nhé. Vậy thì đây là các cái động từ khuyết thiếu mà chúng ta hay dùng. Và chúng ta còn nhớ hôm trước cô đã giảng cho các bạn về passive voice with modal verbs chưa ạ? Để bị động với lại động từ khuyết thiếu. Và chúng ta nhìn vào công thức của chủ động này. Thì công thức của chủ động với động từ khuyết thiếu là gì ạ? Chúng ta có chủ ngữ đi đầu tiên, đúng không ạ? Bao giờ cũng thế. Sau đó là động từ khuyết thiếu. Và sau theo sau bởi động từ nguyên thể không chia nhá. Dạng nguyên thể không chia đó. Và tiếp theo đó là có object. Các bạn nhìn vào cái ví dụ của cô này. We can help the poor by donating money or clothes. Chúng ta có thể giúp người nghèo bằng cách quyên góp tiền hoặc là quần áo. Vậy thì chúng ta xác định được we là gì đây ạ? Subject là chủ ngữ. Can, modal verb. Help là động từ nguyên thể không chia đúng không các bạn? Và the poor ở đây là object. Vậy chúng ta sẽ đảo này. Theo công thức này, chúng ta sẽ đảo. Object, chúng ta sẽ đảo lên đầu câu làm chủ ngữ. Đúng không ạ? Cô sẽ ký hiệu là SO
Tiếp theo đó vẫn là modal verb, động từ huyết thiếu. Theo sau là be và dạng phân từ 2 của động từ. Các bạn nhớ chỗ này nhé. Nhiều bạn hay quên này, hay quên đổi sang dạng phân từ 2. Các bạn cứ thế cho động từ vào thôi. Và tiếp theo đó là có by object. Thì cái object này lấy từ chủ ngữ sang. Áp theo công thức thì chúng ta sẽ làm cái câu ví dụ này. Ok, chúng ta đảo the poor lên trên đầu đúng không ạ? The poor can be helped. Dạng phân từ 2 của help đúng không ạ? By us, by donating money or clothes. By us này có, hoặc không có cũng được nhé. Rồi, vậy chúng ta chúng ta vào bài 1 luôn. Bài 1 này, choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. Chúng ta chọn đáp án A, B, C hoặc D. Câu 1 này, a common reason that someone, một cái lý do thông thường mà một người nào đó paid, được trả lương đúng không các bạn? More for similar work is because of his or her experience, được trả lương nhiều hơn đối với một công việc tương tự là bởi vì kinh nghiệm của anh hoặc cô ấy, hoặc gì ạ? Length of service, cái gọi là độ dài của cái sự phục vụ. Cái dịch nôm na là các bạn làm lâu hơn thì các bạn sẽ có lương nhiều hơn á. Ví dụ các bạn làm trong một công ty khoảng độ 5 năm thì các bạn sẽ được nhiều lương hơn là cái đứa vừa vào 1 năm. Rồi, thì chúng ta sẽ chọn với lại modal verb nào đây? Buổi trước thì chúng ta đã được ôn về functions của modal verbs, đúng không ạ? Chức năng của các modal verb. Vậy thì chia các động từ khuyết thiếu chúng ta chia theo nhiều chức năng. Vậy chúng ta sẽ chọn cái từ nào? Các bạn phải xác định xem là cái function của cái modal verb trong câu này là gì đã. Chúng ta sẽ đưa ra một possibility hay là một advice hay là một cái obligation. Nào, chúng mình sẽ chọn nào. Chúng mình phải xác định được cái chức năng của nó trước thì chúng mình mới làm được bài. Rồi, vậy thì câu này chúng ta sẽ chọn một cái possibility, may be paid. Đúng không ạ? Một cái lý do thông thường mà một người nào đó có lẽ được trả lương nhiều hơn cho một cái công việc tương tự. Ngạ, mình đưa ra một cái possibility. Number 2. True gender equality, một cái sự bình đẳng giới tính thực thụ này. Thì làm sao ạ? Achieve, chúng ta có động từ achieve, đạt được. When both men and women reach a balance between work and family, khi mà cả đàn ông này và phụ nữ thì đạt được một cái sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Rồi, vậy chúng ta sẽ xác định xem là câu này chúng ta dùng chủ động active hay bị động passive. Chắc chắn là chúng ta chọn bị động đúng không các bạn? Bởi vì gender equality, cái sự bình đẳng giới này, nó không thể tự mình đạt được đâu. Nó phải được achieve. Rồi, vậy chúng ta chọn should be achieved or can be achieved. Nào, chúng ta chọn advice hay là possibility ạ? Chắc chắn là chúng ta chọn C đúng không? Một cái possibility. Number 3. Women with high qualifications. Những người phụ nữ là với cái bằng cấp cao, high qualifications. Làm gì đó với cái lại cái động từ promote, đề bạt, để gọi là thăng cấp đấy. To managers, đến cái cấp quản lý. Move là di chuyển đúng không các bạn?
Vậy thì chúng ta sẽ chọn promote hay move ạ? Không ai nói là move to manager cả, đúng không? Chúng ta sẽ chọn động từ promote. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn giữa chủ động hay bị động. Must promote or must be promoted. Được đề bạt, được thăng chức, đúng không? Be, must be promoted. Câu 4 này. Child marriage. Tảo hôn này. Stopped. Chấm dứt. In several parts in the world. Because it limits access to education and training. Bởi vì nó làm sao ạ? Hạn chế cái sự tiếp cận với lại giáo dục và đào tạo. Vì vậy gọi là tảo hôn phải được chấm dứt, đúng không các bạn? Thì chúng ta chọn bị động nhá. Rồi, sau khi xác định là bị động thì chúng ta sẽ chọn giữa hai đáp án B và C. Loại A vì sao? A là chủ động này. Loại D vì sao? D sai công thức này. Đây này, đây là một cái lỗi sai thường gặp của nhiều bạn học sinh này. Các bạn ấy quên không chia sang dạng phân từ 2 của động từ ấy. Cứ để nguyên như thế này thôi. Thì câu này sai nhá. B or C. Chúng ta đã có một cái lý do là bởi vì nó hạn chế cái sự tiếp cận với giáo dục và đào tạo. Thì chúng ta sẽ chọn C. Must be stopped. Phải được làm sao ạ? Chấm dứt, đúng không? Một cái duty, một cái nghĩa vụ, một cái nhiệm vụ của chúng ta là phải chấm dứt nó. 5. Discrimination on the basis of gender. Gì đó này. Gọi là sự bất cân, sự đối xử bất công về giới tính này. Thì removed là gì ạ? Xóa bỏ, đúng không? Loại bỏ from workplace, loại bỏ khỏi cái nơi làm việc. Thì chúng ta sẽ chọn giữa các cái động từ khuyết thiếu như should, must, can be hay là will. Chúng ta sẽ chọn A, should be removed, đúng không ạ? Nên được loại bỏ khỏi cái nơi làm việc. Rồi, vậy chúng ta đã xong bài 1 nhé, clear nhé. Chúng ta đã chuyển sang bài 2. Bài 2 chúng ta sẽ làm một cái dạng bài mà người ta cho trước hai cái đáp án. Chúng ta gạch chân 1, đúng không ạ? Choose the correct passive models to complete the sentences mà. Các bạn sẽ gạch chân nhé, hoặc là khoanh để chọn. Ok, câu 1 này. A child mustn't be given, hay should not be given, everything he or she wants. Một cái đứa trẻ thì không được cho những cái gì mà chúng nó muốn, hay là không nên cho, không nên được cho những gì mà chúng nó muốn. Chúng ta sẽ chọn một cái prohibition, cấm. Hay là chúng ta chọn một cái advice, khuyên. Nào, nói về prohibition, cấm ạ. Thì các bạn sẽ cấm khi nào nhỉ? Khi nó là law, luật, đúng không ạ? Liên quan đến law, liên quan đến regulation. Cái quy tắc, cái quy định, cái luật lệ. Cái rule, đúng không ạ? Vậy thì các bạn xét theo ngữ cảnh này, a child, một cái đứa trẻ con, thì việc đưa những cái gì mà chúng nó muốn thì chúng mình đang khuyên là không nên, đúng không các bạn? Chứ không ai cấm được ở đây cả. Vì nó không phải là một cái gì đó mang một cái tính bắt buộc mà các bạn cấm. Cho nên chúng ta không được dùng mustn't be given nhé. Rồi ạ, chúng ta sẽ chọn khuyên, advice ở câu này. Câu 2. He might be presented, or he may be presented with an award of his hard work on gender equality. Rồi nào, chúng ta sẽ chọn might or may.
Sure, chúng ta sẽ chọn phương án. Rồi, chúng ta sẽ chọn phương án nào đó. May đúng không các bạn? He may be resented with an award for a hard work on gender equality. Tức là anh ấy có lẽ sẽ được trao một cái giải thưởng cho cái sự cống hiến của anh ấy về bình đẳng giới. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn maybe resented. Number 3 này. The entire lake, cả cái hồ này, can be seen hay là should be seen from their flat on the seventh floor. Và cái quang cảnh của cả cái hồ thì có thể được thấy hay là nên được thấy ạ, từ cái căn hộ của họ trên tầng 7. Chúng ta sẽ chọn possibility, đúng không? Can be seen. Câu 4 này. Efforts should be made or can be made to offer all children equal access to education. Những nỗ lực thì nên được tạo ra hay là có thể được tạo ra để cho cái bọn trẻ con những cái gì gọi là sự tiếp cận bình đẳng đối với nền giáo dục ạ. Chúng ta sẽ đưa ra một khuyên hay là một possibility. Đó, chúng ta sẽ chọn should be made. Chính xác rồi. 5. Sunrise might be observed or can be observed in the early morning hours. Và chúng ta sẽ có thể ngắm mặt trời mọc hay là có lẽ ngắm mặt trời mọc ở cái khung giờ sáng. Chúng ta sẽ chọn giữa hai, cả hai cái này đều là possibility. Chúng ta sẽ chọn với cái nào, một cái mức độ về gọi là certainty, đúng không, chắc chắn, một cái mức độ về chắc chắn, đúng không các bạn, có lẽ hay là có thể nữa. Chúng ta sẽ chọn can be observed, đúng không ạ? Sunrise can be observed in the early morning hours, đúng không? Rồi, number 6. I think everybody should be provided or must be provided with equal access to health service. Nào, tôi nghĩ này, quan trọng là cái từ I think. I think, tôi nghĩ mọi người thì nên được cung cấp hay là phải được cung cấp với cái gọi là sự tiếp cận bình đẳng đối với lại cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nó có phải là obligation không ạ? Hay nó chỉ là advice thôi? Advice thì mình sẽ chọn should be provided. Rồi nhá, clear, câu 7. Our teacher told us that all of our assignments must be written or should be written in ink. Nào, cô giáo của chúng tôi bảo chúng tôi rằng tất cả các cái bài tập thì viết bằng mực. Vậy thì có phải cô giáo đang tạo ra một cái rule không ạ? Một cái luật không ạ? Và các em học sinh buộc phải tuân theo. Obligation, duty. Thì chúng ta sẽ chọn must be written. Number 8. The afternoon meeting must be postponed or might be postponed because 3 of 5 committee members are unable to attend. Nào, chúng ta đưa ra một cái possibility might be postponed. Đúng không ạ? Bởi vì chỉ mới có 3 trên 5 cái thành viên hội đầu ở ủy ban hội đồng là không thể tham dự. Thì mình đưa ra một cái possibility về việc hoãn cái buổi họp chiều nay. Đúng không các bạn? Rồi nhá, sang câu 9 này. Milk
Should be kept or must be kept in the fridge or it will go sour. Vậy thì sữa nên được cất ở trong tủ hay là phải được cất ở trong tủ hoặc là nó sẽ bị chua. Chúng ta đã có cái vế đằng sau này. Or it will go sour. Tức là nếu mà bạn không làm ấy, thì chắc chắn là nó sẽ chua. Vậy thì sao? Chúng ta sẽ chọn với một cái duty, obligation, must be kept. Đúng không? Rồi, sang câu 10. Important work will be done or can be done first. Sẽ được làm trước hay là có thể được làm trước? Mình sẽ chọn will be done. Đúng không ạ? Nghe này, nếu như mình chọn will be done thì cái câu này mình sẽ dịch là important work will be done first. Mình đưa ra một cái statement. Đúng không ạ? Mình đưa ra một cái gọi là cái câu khẳng định. Những cái công việc quan trọng sẽ được làm trước. Đơn giản là mình chỉ đưa ra một cái statement như vậy thôi. Còn nếu mình chọn là can be done thì mình sẽ đưa ra một cái possibility, một cái khả năng. Đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ không hợp lý ở trong cái câu này. Rồi, chúng ta sẽ sang bài viết lại câu. Thì bài viết lại câu này, các bạn sẽ rewrite này. Các bạn sẽ viết lại những cái câu sau, sử dụng động từ khuyết thiếu trong thể bị động. Vậy thì chúng ta sẽ copy cái mẫu câu này xuống đây. Phóng to in đậm lên cho các bạn rõ. Và chúng ta sẽ áp công thức làm theo thôi nhé. Rất là dễ đúng không các bạn? Vậy chúng ta chỉ cần xác định xem đâu là chủ ngữ này, đâu là tân ngữ này, đâu là động từ khuyết thiếu và đâu là động từ. Rồi, bắt đầu làm câu đầu tiên. Now, Anne can't use her phone, her office telephone at the moment. Anne thì không thể sử dụng cái điện thoại ở văn phòng của cô ấy tại lúc này. Vậy thì chúng ta sẽ đổi her office telephone lên đầu tiên đúng không? Sau đó là can't be, phần thứ hai của use là used. Đúng không ạ? Sau đó là by object at the moment. Rồi, chúng ta sẽ có câu Anne's office telephone can't be used by her at the moment. Thấy chưa? Bài rất dễ đúng không? Các bạn xác định như cô nói, sau đó là các bạn chỉ cần làm bài thôi. Rồi, câu 2 này. I have to finish my work now. Tôi gọi là phải hoàn thành công việc bây giờ đấy. Nó đảo my work lên nào. My work has to be finished now. Chúng ta sẽ không có by me nữa, bởi vì ai làm việc của người đấy. Tiếp câu 3 này. You must do your task. Nào chúng ta đổi your task. Your task must be done. Ai làm việc của người đấy sẽ không có you nữa nhé. Câu 4 này. The government should offer poor women more help. Chính phủ thì nên giúp đỡ những người phụ nữ nghèo nhiều hơn. Rồi ạ. Poor women này. Chúng ta xác định poor women là tân ngữ, đã đảo lên đầu tiên làm chủ ngữ nào. Poor women should be offered more help by the government. Đúng không ạ? Tiếp câu 5 này. We must do something before it's too late. Chúng ta phải làm một điều gì đó trước khi nó quá muộn. Vậy chúng ta đảo something lên đầu nào. Something must be done before it's too late. Không có by us nữa.
có một số các cái trường hợp mà chúng ta bỏ by. Ví dụ như là by us, by them, by ai làm việc của người đấy. Đúng không ạ? Và những cái gọi là đại từ vô nhân xưng, chúng ta sẽ không biết là ai đó. Ví dụ như no one, nobody, someone, somebody, hay là everybody, đúng không ạ? Hoặc là cái bọn như bọn trộm này, bọn cướp này, không biết nó là ai, thì mình có thể bỏ đi từ by. Rồi câu 6 này. My uncle may earn $500 a day. Vậy chúng ta sẽ đảo cái cụm này lên đầu này. $500 a day may be earned by my uncle. Câu 7 này. They will sue the company for wage discrimination. Vậy tân ngữ là the company này. The company will be sued for wage discrimination. Không có by they nữa, by them nữa. Tiếp này. They should give men and women equal pay for equal work. Vậy chúng ta sẽ đảo cái cụm men and women này lên. Men and women should be given equal pay for equal work. Đúng không? Phụ nữ và đàn ông và phụ nữ phải được làm sao đó? Nên được trả lương bình đẳng cho các công việc bằng nhau. Câu 9. Parents should give children a lot of love. Rồi chúng ta sẽ đảo children lên. Now children should be given a lot of love by their parents. Câu 10 này. Each student must write an essay on gender equality. Vậy chúng ta sẽ đảo. An essay on gender equality must be written by each student. Rồi câu cuối này. Children should treat old men with respect. Cần phải tôn trọng người già á. Vậy thì đảo old man lên nào. Should be treated with respect by children. Đúng không ạ? Rồi, old man thì should be treated with respect by children. Ok, vậy chúng ta đã hoàn thành cái bài practice test ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta sẽ gặp lại vào một cái buổi khác để cô sẽ chữa tiếp cho các bạn cái further practice của bài bài sau. Đúng các bạn? Vậy thì hôm nay buổi học của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau.